Rồi, xin chào các bạn, phía trước các bạn đây là Dell Precision Tower 7910 hay gọi là T7910 các bạn. Thì đây là cái máy trạm của Dell chạy đua Xeon E5 V3 hoặc là V4 các bạn, DDR4. Và đây là cái mã này giống như là HP Z840 các bạn, nó sẽ là trùm cuối của dòng E5 V3 V4 đua luôn. Thì phía trước ở đây các bạn sẽ thấy nó có cái đây nè, đang gạt cái nắp này ra để chúng ta thấy được bốn cái tray ổ cứng. Rồi đây là DVD lớn, đây là DVD Slim. Đó, thì cái này là phần option có thể có hoặc không các bạn ha. Phía trước thì các bạn có thấy là có cổng XS nè, là cổng USB 3.0 các bạn, còn lại là USB 2.0. Rồi jack cắm tai nghe nè, mic nè. Thì đối với Dell 5810, 7810, 7910 á thì nó không có làm phân biệt cái cổng USB màu xanh. Nên các bạn tưởng nó không có USB 3.0, thực sự cái cổng đây nè, đây là 3.0. Rồi nút nguồn này các bạn. Rồi hôm nay mình sẽ ráp lên một cái cấu hình nó khá là cao luôn, có thể nói là gần như là trùm cuối của dòng này luôn các bạn. Thì ở trên đây nó sẽ có một cái ốp RAM, à, dưới đây nó sẽ có một cái ốp RAM nó ốp lại và gió nó sẽ chạy theo cái luồng nó ra phía sau luôn các bạn. Rồi hai cái tảng CPU. Rồi trong đây thì đang gắn hai con Xeon E5-2696V4 các bạn, xung là 2.2, mắc turbo là 3.7, 150W mỗi con CPU các bạn và tổng cộng là 44 core 88 luôn. RAM hiện tại là gắn full các bạn, 32GB nhân cho 16 là 512GB. Thì E5 V4 sẽ chạy RAM bus 2004, các bạn sẽ gắn bus 2004 để nó tối ưu nhất luôn nha. Rồi card màn hình quạt rồ, à cái hàng hai đế xuất hình các bạn, cách sử dụng cái máy này sử dụng cho máy ảo các bạn. Rồi T7910 và HP9810 có cái hay á là có thể gắn được cái card NVMe, mà trên đó có gắn được 4 NVMe trên đó các bạn, để cho nó gọn. Đó. Rồi thì nguồn Dell là có thể rút ra vô rất là dễ dàng các bạn, và nó có cái công suất là 1300W luôn. À, khay rất là rộng và thoáng các bạn. Rồi hôm nay mình sẽ gắn 1, 2, 3, 4 rồi 5 cái NVMe các bạn. Thì trong đó có một cái NVMe 256GB. Cái này mình sẽ chạy Windows trên này. 1, 2, 3, 4 cái NVMe 1T để chứa dữ liệu của máy ảo. Ở trên nhà khách thì có sẵn hai cái NVMe nữa, thì chút xíu về người ta sẽ gắn vô thêm các bạn. Đó, như vậy tổng cộng nó sẽ là 2, 4, 5, 6, 7 cái NVMe. Rồi, thì đây là cái cạc chuyển Asus Hyper M2 các bạn, X16 Gen 4 cạc. Rồi có cái quạt đây nữa nè. Đó. Và cái quạt này nó có cái công tắc để on off được các bạn, ở đây nè. Đó. Rồi các bạn lưu ý ha. Không phải mainboard nào cũng gắn được cái card NVMe 4 đó các bạn. Đó, cái main mình phải có tính năng Blitz, mà lít cái khe NVMe các bạn, tức là 4 x 4 x 4 x 4 á thì nó mới nhận được đủ 4 NVMe đó. Ví dụ như 7810 là không được nha các bạn, nhưng 7910 thì được. Đó. Rồi mình sẽ gắn ở đây. Ở trên đây cái slot này là PCIe 3x4. Đó, thì mình gắn vô nó chỉ nhận một cái NVMe thôi các bạn. Còn slot này là 3x16 thì mình sẽ gắn nó sẽ nhận được. Rồi, tương tự trên đây là 3x16, 3x16 thì nó sẽ nhận được các bạn. Rồi như vậy thì mình sẽ gắn một cái ở đây và một cái ở trên này. Cái Hyper MX này nó có cái hay các bạn là nó có nguyên cái tảng nhôm bự vậy nè. Thì rất là mát mẻ các bạn ha. Đó, cái card này bây giờ các bạn mua nó khoảng tầm 700 nghìn. 700 nghìn cái các bạn. Rồi, cái này là mình gắn 4 NVMe rồi, thì trong đó cái này để chạy Windows 10. Rồi bây giờ mình sẽ ốp lại. Thì ở trên đây nè các bạn. Nó có miếng 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 miếng, miếng nhựa, miếng siêu á ha. Khi mà mình gắn tới NVMe nào thì mình tháo cái siêu đó ra. Đó, ví dụ đây mà chỉ có một cái thôi thì mình sẽ tháo một siêu thôi các bạn. Rồi. Đây, trong trường hợp này là 4 thì mình sẽ tháo 4 cái siêu ra luôn rồi nè. Đó, là xong mình ốp nhẹ xuống. Rồi mình bắt ốc lại thôi các bạn, rất là dễ ha. Rồi, nó lọt xuống đều hết rồi, bây giờ mình bắt ốc lại thôi các bạn. À, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ốc các bạn. Rồi, mình bắt vô sơ sơ thôi ha, bắt xương thôi. Sau đó mình bắt đều hết 6 ốc này vô, xong mình mới siết lại các bạn. Chúng ta cũng không cần siết quá chặt đâu, vừa phải thôi. Rồi, bây giờ gắn vô cái khe nãy trên men các bạn. Rồi khi mà mình test máy xong á thì mình gắn cái cạc vô này các bạn. Đó, thì Dell á nó có thiết kế là có hai cái fan nhỏ ở đây, một cái fan đây và nó hướng gió áp từ phía trước ra phía sau các bạn. Chính vì vậy Dell không có thiết kế fan rear, nhưng mà mọi cái vị trí phía sau của khay đều có lỗ các bạn, ngay cả cái những cái bát trắng bên nó cũng làm những cái lỗ các bạn để không khí nó có thể lùa từ trước ra sau được.
chống hai cái ốp này lại thì nhìn các bạn nó ngầu hơn chút xíu các bạn. Đó, cái này thì nãy như mình nói nè các bạn. MV mình gắn vô thì nó sẽ có led nè, bốn cái thì nó bốn đèn nè các bạn. Rồi mình có thể on off cái quạt nè. Nên mình gạt lên là nó tắt nè. Đó, các bạn thấy quạt nó sẽ đứng lại nè các bạn. Đó, bây giờ mình bật cái nó quay nè. Đó các bạn thấy không? Nè. Rồi, cái lưng của cái cạc nó hơi cao các bạn. Ở khu vực dưới đây thì ok nè, ở trên này nó sẽ bị cắn cái đường này. Đó, mình sẽ dời hai cái cạc này xuống đây luôn. Đó, song song với nhau luôn các bạn. Chạy ra hang. Rồi, ở trên này thì cái cạc quạt rồi mình sẽ gắn đây để xuất hình đây. Nó chủ yếu lên đây. Ha, mình sẽ đánh đây. Đây là cái OS tức là hệ điều hành nó SD này các bạn. À, 1 2 3 4 5 6 là khách về sẽ gắn thêm hai cái này nữa. Rồi, đánh về để nói chung là khách yêu cầu các bạn. Đó. À, khá là ngầu luôn ha. Rồi, các bạn sẽ nhìn lên màn hình nè, 2664 2.2 nè các bạn, 44 qua 88 luôn, 110 MB. Rồi RAM 512 GB nè các bạn. À, 16 cây. 32 bên hàng tư. Rồi mấy cái đít thì mình sẽ coi bên đây nó sẽ dễ hơn các bạn ha. Đó, như vậy khách về sẽ gắn thêm hai cái nữa thành 5 với 6 nữa để chạy mấy ảo WiMWare các bạn. Còn trong mấy ảo đó làm gì thì mình không rõ, cái này nhu cầu của khách và build rất là nhiều rồi các bạn. Rồi, đó là đôi nét VT7910 nguồn 1300W, chạy 2 2.6 V4 RAM 512 GB, rồi 6 NVMe đã gắn trước 4 và một cái NVMe 256 để chạy Windows, các quạt rồ xuất hình. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi clip, hẹn lại các bạn trong những clip tiếp theo.